Xin chào quý vị và các bạn đến với kênh Món Ăn Ngon Dễ Làm. Mình là Hữu Quốc. Hôm nay mình xin chia sẻ đến quý vị và các bạn món khổ qua xào chay. Một món ăn chay rất là ngon, rất là dễ làm rất nhanh và ăn khỏi phải nói rất là đưa cơm lắm luôn. Khổ qua xào chay thì kết hợp với một số loại nấm, một số loại gia vị và các nguyên liệu khác nữa, tạo nên món khổ qua xào chay rất là thơm ngon tuyệt vời lắm luôn. Và làm rất là đơn giản lắm luôn. Nguyên liệu của mình hôm nay gồm có các loại nấm để mình xào chung với khổ qua nha quý vị. Khoảng 5 loại nấm và một trái khổ qua. Trái khổ qua này thì khoảng 250g. Khổ qua rất là to và rất là tươi lắm luôn. Và trước tiên thì các loại nấm mình sẽ cho vào trong cái tô, rồi mình cho nước lọc vào, rồi mình cho khoảng nửa muỗng canh muối bọt vào. Nấm thì mình ngâm qua nước muối loãng nha quý vị, để cho nó loại bỏ đi hết những cái chất mà không có tốt cho sức khỏe ra ngoài hết luôn. Và trái khổ qua thì mình bỏ đi cái phần đầu và cái phần cuối của trái khổ qua nha quý vị. Trái khổ qua mình sẽ chẻ ra làm hai. Rồi mình lấy cái muỗng á quý vị, mình sẽ bỏ đi cái phần ruột của trái khổ qua nha quý vị. Mình lấy muỗng như nhà mình cũng được, hoặc là mình lấy cây dao mình rửa ra cũng được luôn. Nhưng mà mình lấy muỗng thì mình làm nó sẽ đẹp hơn nha quý vị, nhìn trái khổ qua nó rất mắt hơn. Rồi sau đó mình sắc nhỏ nhỏ ra luôn. Mình sắc sao cho nó vừa ăn nha quý vị. Mình xào thì mình sắc mỏng mỏng thôi, như nhà mình như vậy cũng được rồi. Và tương tự khổ qua thì mình cũng sẽ cho vào trong cái tô, để hồi mình sẽ ngâm qua nước muối loãng nha quý vị. Rồi sau đó mình cũng cho nước lọc vào luôn. Rồi mình cho khoảng nửa muỗng canh muối bọt vào. Rồi mình đảo đều lên. Khổ qua mà ngâm qua nước muối thì khổ qua nó sẽ không có bị hâm nha quý vị. Nó sẽ trắng giòn hơn. Hành lá thì mình sẽ sắc nhỏ nhỏ ra luôn. Để khi nào mà khổ qua xào chay của mình chín thì mình sẽ cho hành lá vào. Và bây giờ mình cũng cho ra cái dĩa sẵn luôn. Các tép tỏi thì mình cũng đập cho nó dập dập nha quý vị. Và một củ hành tím mình cũng đập cho nó dập dập luôn. Rồi sau đó mình sẽ băm cho nó nhuyễn ra để nữa mình phi. Nếu nhà mình ăn thường chay thì có thể mình thay thế tỏi, hành tím, hành lá bằng hành bơ rô nha quý vị. Nhà mình thì ăn chay thông thường à, cho nên mình ăn tỏi, hành tím, hành lá luôn. Và bây giờ mình sẽ cho ra cái dĩa nhỏ sẵn luôn để nữa mình phi. Ớt thì mình cũng băm nhỏ nhỏ ra luôn. Hôm nay mình sử dụng hai trái ớt nha quý vị. Để khi nào mà khổ qua xào chay của mình chín thì mình sẽ cho ớt vào. Mình cho ra dĩa sẵn luôn. Và sau một hồi ngâm á quý vị, cũng khoảng 7 phút rồi, thì mình sẽ vớt ra để vào trong cái vợt nha quý vị, để cho nó ráo nước ra hết luôn. Và tương tự thì khổ qua mình cũng vớt ra luôn. Mình cho vào trong cái rổ inox, quậy cho nó thật là ráo, rồi mình sẽ xào. Và mình cũng tận dụng cái muỗng cà phê này luôn nha quý vị, để cho các gia vị vào trong cái chén. Thì mình cho 1/3 muỗng cà phê muối, nửa muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng cà phê đường cát, 2 muỗng cà phê nước tương. Các gia vị thì tùy theo khẩu vị của mỗi gia đình mình nha quý vị, mà mình nêm nếm sao cho nó vừa ăn hợp với khẩu vị nhà mình. Và tiêu xay thì mình cho khoảng 1/3 muỗng cà phê tiêu xay vào. Dầu hào thì mình cho khoảng hơn 1 muỗng cà phê dầu hào vào luôn. Và cuối cùng là nước lọc, thì mình cho khoảng 4 muỗng cà phê nước lọc vào luôn.
Rồi sau đó mình đảo đều lên để cho các gia vị của mình nó sẽ tan hết trong cái chén nước lọc của mình luôn nha quý vị. Để hồi mình xào. Và bây giờ mình bắt cái chảo lên, mình cho dầu ăn vào. Mình cho một ít dầu thôi nha quý vị. Và khi dầu đã nóng lên thì mình sẽ cho tỏi và hành tím vào để mình phi. Mình cho một ít vào. Và sau một hồi phi thì tỏi và hành tím cũng đã vàng óng ánh rất là thơm luôn rồi nè quý vị. Rồi mình sẽ cho các loại nấm vào để mình xào trước nha quý vị. Khi mà mình cho nấm vào rồi thì mình sẽ đảo đều lên. Và sau một hồi đó quý vị, và bây giờ mình sẽ cho cái phần nước ớt vào. Thì mình cho khoảng 4 muỗng cà phê nước ớt vào luôn. Cái phần còn lại hiện hồi mình sẽ xào với khổ qua nha quý vị, cái phần nước ớt còn lại á. Và các loại nấm thì mình xào cũng khoảng 4-5 phút nha quý vị, cho nó vừa chín tới thôi. Rồi hồi mình sẽ xào lại với khổ qua. Và sau một hồi đó quý vị, thì các loại nấm của mình xào nãy giờ cũng 4-5 phút rồi và cũng vừa chín tới rồi. Và bây giờ mình sẽ nhắc xuống nha quý vị. Mình bắt cái chảo khét lên. Rồi tương tự thì mình cũng cho một ít dầu ăn vào. Rồi khi dầu nóng lên thì mình sẽ cho tỏi và hành tím vào để mình phi. Cái phần còn lại quý vị mình cho hết vào luôn. Trong lúc phi thì mình đảo đều lên luôn. Và sau một hồi phi thì tỏi hành tím cũng đã vàng óng ánh, rất là thơm luôn rồi đó quý vị. Rồi mình sẽ cho khổ qua vào. Rồi mình đảo đều lên. Mình xào giống như áp chảo vậy nha quý vị. Xào khoảng hơn 1 phút rồi mình sẽ cho các gia vị vào. Thì cái phần nước ớt còn lại đó quý vị, mình cho hết vào luôn. Thì còn cũng khoảng 4 muỗng cà phê quý vị. Mình cho hết vào rồi, mình đảo đều lên luôn. Và tương tự thì mình xào cũng khoảng 3-4 phút thôi nha quý vị. Cho khổ qua nó gần chín thôi. Rồi mình sẽ cho nấm vào. Và sau một hồi đó quý vị, khổ qua gần chín rồi thì mình sẽ cho các loại nấm vào. Rồi tiếp tục mình đảo đều lên. Rồi mình xào thêm cũng khoảng 3 phút nữa là được rồi nha quý vị. Và trong lúc mình cho nấm vào rồi á quý vị, thì mình để lửa cao cao lên nha quý vị. Tại vì khi xào cái phần nấm nó cũng có ra một ít nước. Và sau một hồi xào á quý vị, khổ qua xào chay của mình cũng đã chín rồi nè quý vị. Mình xào nó rất là ráo luôn nha quý vị, khi mà mình để lửa cao lên. Và bây giờ thì mình sẽ cho hành lá vào luôn. Và ớt mình sẽ cho vào luôn. Và các cọng ngò gí thì mình cho lên trên luôn. Chủ yếu là cho đẹp mắt hơn nha quý vị. Và mình tắt lửa luôn rồi đó quý vị. Mình sẽ múc hết ra dĩa luôn, chuẩn bị mình dùng trong bữa ăn cơm chay ở gia đình mình. Hôm nay mình làm một món rất là đơn giản, khổ qua xào chay nguyên dĩa luôn nè quý vị. Trông rất là hấp dẫn lắm luôn. Và bây giờ mình quay cận lên nè quý vị. Nguyên dĩa khổ qua xào chay cũng đã chín rồi nè quý vị. Khổ qua thì nó mềm nè, giòn giòn nè, rồi có cái vị hương thơm rất là đặc trưng, rồi các loại nấm, rồi kết hợp thêm một số gia vị và các nguyên liệu khác nữa, tạo nên món khổ qua xào chay rất là thơm ngon tuyệt vời lắm luôn. Và đã thành phẩm rồi đó quý vị. Rồi Hữu Quốc xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào video lần sau.